Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đã xác định năm 2018 là năm kỷ luật kỷ cương của ngành tài chính, trước hết là kỷ luật kỷ cương trong lực lượng cán bộ công chức thuế và hải quan nhằm xây dựng một chính phủ kiến tạo, hành động vì người dân và doanh nghiệp. Với tinh thần như vậy, trong chuyên đề tuần này chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của Cục Hải quan Đắk Lắk để xem cán bộ công chức hải quan tại đây đã có những hành động như thế nào để thực sự tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Mời quý vị theo dõi. Tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ của cán bộ hải quan Đắk Lắk được thể hiện rõ nét qua kết quả cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk năm thứ hai liên tiếp là đơn vị xếp thứ nhất trên 23 sở ban ngành trong toàn tỉnh về công tác cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau của phóng viên VITV. Công ty cổ phần ong mật Đắk Lắk là một doanh nghiệp lâu năm, chuyên khai thác các sản phẩm từ mật ong và là doanh nghiệp luôn đứng đầu về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu trong nước. Với 200.000 đàn ong, sản lượng đạt từ 8.000 đến 10.000 tấn trên năm. Trong đó 99% sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường các nước, trong đó nhiều nhất là Mỹ và châu Âu. Theo chia sẻ từ đại diện công ty cổ phần mật ong Đắk Lắk, công ty đã bắt đầu hoạt động xuất khẩu từ năm 1997. Trước đây khi chưa áp dụng hệ thống công nghệ thông tin, việc kê khai hải quan theo cách truyền thống gặp rất nhiều khó khăn khi phải trình xem xét qua nhiều bộ phận tạo phiền hà, khó khăn trong xuất khẩu, chưa kể đến tốn các khoản chi phí cho việc ghi lại và in ấn giấy tờ. Sau khi ngành hải quan áp dụng hệ thống thông quan tự động VNAC VSIP, hoạt động xuất khẩu của công ty thuận lợi hơn rất nhiều. Khi mà đưa ra cái chương trình chuyển đổi qua cái khai hải quan điện tử á, thì anh em có học cái VNAC và VSIP, nó trường hợp nó rất là tốt. Thì chúng tôi làm thủ tục tại khai hải quan rất là nhanh. Và như vậy là các cái chi phí về in ấn giấy tờ cũng giảm rất là nhiều. Hiện nay nhất là những cái khi mà hàng chúng ta đi vướng vào vấn đề như luồng xanh, luồng vàng, luồng đỏ, thì đến nhờ cái cổng thông tin điện tử một cửa của ngành hải quan riêng của Việt Nam thì tháo gỡ rất là nhanh. Bên cạnh đó thì là những cái việc mà hiện nay là với hạn như việc ngoài cái việc làm tờ khai hải quan thì bên cạnh nó có những cái như là cái thông tin cập nhật từ hải quan đến đơn vị, những cái thông tư, nghị định, vân vân, những cái đó rất là nhanh. Ngoài việc tiết kiệm chi phí in ấn, thời gian đi lại, giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin của ngành hải quan một cách nhanh chóng, hệ thống thông quan tự động còn kết nối các bộ ngành giúp công tác nộp thuế trở nên thuận lợi hơn. Qua cái thời gian mà cải cách về hải quan truyền thống mà chuyển sang qua cái hải quan điện tử thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái tiến trình cải cách này, đem lại cái nhiều cái điều thuận lợi cho cái doanh nghiệp. Thứ nhất là về cái thời gian, rồi kể cả là cái sự thuận tiện trong cái việc khai báo, thì chúng tôi có thể là ngồi bất cứ ở đâu thì chúng tôi vẫn khai báo được. Thì cái này nó liên quan đến vấn đề tiết giảm được cái chi phí, tiết giảm được cái thời gian làm thủ tục, làm hồ sơ. Chúng tôi hiện nay cải tiến này của bên ngành hải quan thì chúng tôi đánh giá là rất là thuận lợi về cái khai thuế, rồi chọn những cái phí thì phải nói là rất là thuận lợi trong cái thời gian vừa qua. Thì chúng tôi đánh giá rất là cao về cái tiến trình cải tiến này. Sau khi ngành hải quan thực hiện cái đẩy mạnh cái việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý xuất nhập khẩu, thì theo tôi nhận thấy rằng là hải quan đã thực hiện các phần mềm như dịch vụ công trực tuyến này, cái hệ thống VNAC này và nộp thuế điện tử, thì nó tạo rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Và nó mang lại cái hiệu quả thứ nhất là thông quan nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, rồi hạn chế cái thủ tục giấy tờ, nó kết nối giữa các bộ ngành với nhau là thủ tục nó trực tiếp tới hải quan, rồi hạn chế được cái chi phí đi lại và đảm bảo được cái sự minh bạch trong cái việc kê khai thủ tục hải quan. Thì ngoài ra thì cái việc mà nộp thuế điện tử á, nó còn đem lại cái lợi ích là thông quan nhanh. Ngoài hỗ trợ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin còn hỗ trợ cho Cục Hải quan Đắk Lắk trong công tác quản lý, thống kê theo dõi kim ngạch xuất nhập khẩu và theo dõi thuế phát sinh từ các doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin không những là trong nghiệp vụ hải quan, trong cái quản lý nội ngành thì cũng giúp cho đỡ cái áp lực trong cái tình hình là công việc thì tăng nhưng mà biên chế thì càng ngày càng giảm. Triển khai thực hiện các phần mềm quản lý thì cơ bản là hỗ trợ rất là lớn đối với là công tác quản lý, đặc biệt là công tác thống kê cũng như theo dõi về là kim ngạch xuất nhập khẩu cũng như là theo dõi về thuế phát sinh từ đầu doanh nghiệp. Đặc biệt cũng rất là thuận lợi trong việc là
khi doanh nghiệp là thực hiện thủ tục thì đơn vị cũng đã là kiểm soát được cái đầu phía doanh nghiệp trong quá trình là thực hiện cái thủ tục là làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Làm thủ tục xuất nhập khẩu thuận tiện nhanh chóng đã phần nào giúp doanh nghiệp đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh, qua đó làm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Đắk Lắk, tính đến hết tháng 9 năm 2018, đã có 4 chi cục thuế về đích trong thực hiện nhiệm vụ thuế phí năm 2018. Cụ thể, chi cục thuế huyện Mờ Đắc thực hiện được trên 66 tỷ đồng, đạt 130,6% dự toán năm. Buôn Đôn đạt trên 32 tỷ đồng, đạt 132% dự toán. Esup đạt trên 17,5 tỷ đồng, đạt 102,9% dự toán. Lắc đạt gần 16 tỷ đồng, đạt 101,5% dự toán. Thưa quý vị, việc ứng dụng công nghệ thông tin ngoài tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc kê khai hàng hóa xuất nhập khẩu, nó còn giúp hạn chế tình trạng phiền hà, sách nhiễu tiêu cực trong quá trình làm thủ tục hải quan khi giảm thiểu việc tiếp xúc tối đa giữa cán bộ hải quan và phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, cán bộ hải quan lại tiếp xúc với doanh nghiệp trong một dịp khác, đó là những buổi đối thoại hải quan doanh nghiệp để trực tiếp lắng nghe nguyện vọng và tháo gỡ cho doanh nghiệp. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn hải quan Đắk Lắk đều là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên bộ máy kế toán còn đơn giản. Không có người chuyên trách về mảng thuế, do đó hiểu biết về các thủ tục thuế của nhiều doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Trên địa bàn chi cục hải quan Buôn Ma Thuột quản lý thì có rất nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Thì do đó việc thực hiện công tác hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan ngoài những thuận lợi là cơ bản thì cũng có một số khó khăn vướng mắc. Cụ thể như là các doanh nghiệp thì thường xuyên thay đổi cán bộ làm thủ tục hải quan, hoặc là giao cho nhân viên kế toán kiêm luôn việc làm thủ tục hải quan. Do đó việc nắm bắt văn bản, cập nhật văn bản thì không đầy đủ, không thường xuyên và không liên tục, dẫn đến việc khai báo thủ tục hải quan thì vẫn còn sai sót, mặc dù đã được cơ quan hải quan hỗ trợ tư vấn trước đó. Thực ra thì trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho nên là cái việc mà doanh nghiệp đầu tư cho cái việc là nâng cao trình độ cán bộ trong cái việc là thực hiện thủ tục hải quan cũng như là các cái chính sách liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu nó không được có chiều sâu, cho nên là trong quá trình triển khai thực hiện thì đơn vị cũng gặp nhiều rất là nhiều khó khăn. Lý do là doanh nghiệp không nắm sâu về chủ trương chính sách cũng như là không có cán bộ chuyên trách thực hiện cái hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, cho nên là qua đó thì đầu doanh nghiệp thì triển khai thực hiện các cái phần mềm ứng dụng cũng không có được mang tính chiều sâu, cho nên cán bộ công chức phải trực tiếp hướng dẫn cho là cán bộ phía đầu doanh nghiệp là trực tiếp từ đầu, từ cái khâu là thủ tục đăng ký cho đến là áp dụng các cái chính sách liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu. Ở đây thì các doanh nghiệp chủ yếu đa số là doanh nghiệp nhỏ, mình chưa có cái bộ phận chuyên trách về xuất nhập khẩu, họ cũng không có điều kiện nghiên cứu nhiều về các quy định về hải quan cũng như là hoạt động xuất nhập khẩu, cũng chưa có một cái đại lý hải quan nào ở trong tỉnh này hết. Cho nên là khi mà mình hướng dẫn doanh nghiệp là thường là hướng dẫn hầu hết trọn bộ luôn, từ đầu luôn, là mình sẽ từ thủ tục hải quan như thế nào, rồi chính sách mặt hàng ra làm sao, rồi thuế má doanh nghiệp phải nộp như thế nào, rồi kể cả những cái thao tác, những cái cách khai báo ở trên hệ thống nữa. Đây cũng chính là lý do mà Cục Hải quan Đắk Lắk thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi khó khăn, vướng mắc giữa hai bên để cùng phát triển mối quan hệ bền vững. Từ năm 2018, Cục Hải quan Đắk Lắk sẽ giao quyền cho các chi cục hải quan tổ chức hội nghị đối thoại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Hiện nay, cán bộ hải quan thì hầu như tôi thấy rằng là về thái độ làm việc, cách tiếp doanh nghiệp rất là tốt. Và hàng năm đều lãnh đạo Cục Hải quan cũng như chi cục cũng luôn luôn nhắc nhở, ngay cả trong cái buổi mà tọa đàm với doanh nghiệp thì lãnh đạo cục cũng là luôn luôn nhắc nhở cán bộ hải quan phải cần phải nâng cao cái việc giao tiếp đối với doanh nghiệp, thể hiện như là một cái dịch vụ công đối với doanh nghiệp. Cái sự liên lạc giữa doanh nghiệp với hải quan thì hàng năm Cục Hải quan kết hợp với chi cục hải quan thành phố Buôn Ma Thuột có tổ chức các cái buổi gặp mặt giao lưu giữa doanh nghiệp, và doanh nghiệp cũng là thể hiện các cái trao đổi tất cả các tâm tư nguyện vọng. Và tôi nhận thấy rằng là cán bộ hải quan làm việc rất là tận tâm, rất là chu đáo và thường xuyên cập nhật các văn bản như thông tư, nghị định của chính phủ và chuyển tải xuống cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoàn toàn rất là hoan nghênh và không gặp bất kỳ khó khăn gì. Đối với cái chỗ bên hải quan thì chi cục hải quan là thường xuyên tổ chức
để đối thoại với doanh nghiệp, rồi trao đổi với doanh nghiệp là có những cái vướng mắc gì. Còn đối với cái việc mà tổ chức đối thoại hoặc là trao đổi doanh nghiệp thì ở đây chi cục hải quan là làm thường xuyên và làm rất là tốt, và tinh thần là hỗ trợ doanh nghiệp về có vướng mắc gì mọi cái là tháo gỡ và giải quyết nhanh. Bản thân thì tôi cũng phụ trách cái mảng này lâu rồi, từ năm 97 giờ cũng hai mấy năm, thì cảm thấy là cái việc càng lúc thì càng hoàn thiện hơn cái văn hóa, cái lễ tiết rồi tất cả những cái của bên cán bộ nhân viên hải quan là rất là tốt, và như vậy là sẵn sàng giúp đỡ, không có cái gì mà phiền hà. Bên cạnh những phản hồi tích cực về công tác trao đổi đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với doanh nghiệp của Cục Hải quan Đắk Lắk, các doanh nghiệp còn đánh giá cao tác phong, lễ tiết cũng như thái độ nhiệt tình hỗ trợ của các cán bộ hải quan. Chính điều này đã tạo sự gắn kết từ phía hải quan và doanh nghiệp. Dù ngành hải quan đã được hiện đại hóa rất nhiều so với trước đây, nhưng con người vẫn là một nhân tố hết sức quan trọng trong bất cứ lĩnh vực nào. Để có thể phát triển quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp bền vững như vậy, Cục Hải quan Đắk Lắk đã hết sức chú trọng công tác đào tạo cán bộ. Việc tập huấn về quy tắc ứng xử, tác phong lễ tiết, trau dồi nghiệp vụ đã trở thành một hoạt động thường xuyên của cán bộ hải quan nơi đây. Mời quý vị cùng theo dõi chùm ý kiến sau đây. Hàng năm như vậy thì chúng tôi tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng ứng xử, kỹ năng trong giải quyết thủ tục hải quan, kỹ năng trong tiếp xúc với người dân. Tại cục, đối với các lớp mà Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính hay là địa phương tổ chức, thì chúng tôi ưu tiên cử các thủ trưởng đơn vị trực tiếp đi học tập, để về phổ biến, quán triệt, hướng dẫn cho anh em cái kỹ năng về ứng xử, cái kỹ năng về tiếp xúc với người dân. Do đó mà nói chung là cũng tạo được cái sự hài lòng của người dân trong các quá trình thực hiện thủ tục hành chính ở đây. Trong thời gian vừa qua thì công chức ngành hải quan nói chung và công chức Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk nói riêng cũng nhận được sự quan tâm của các vụ cục trường Hải quan Việt Nam thuộc Tổng cục Hải quan và các trung tâm đào tạo bồi dưỡng của Bộ Tài chính, nên cán bộ công chức hải quan của chi cục cũng được tham gia đầy đủ các cái lớp tập huấn về lễ tiết tác phong và nghiệp vụ. Thì do đó thì cái công tác lễ tiết tác phong tại chi cục hải quan Buôn Ma Thuột trong thời gian qua thì được cục hải quan tỉnh Đắk Lắk là đánh giá cao. Đối với công tác nghiệp vụ thì sau khi được tham gia các lớp đào tạo tập huấn thì trình độ của cán bộ công chức đã được chuyên sâu hơn, làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả hơn so với trước đây. Thực hiện cái chủ trương chung của ngành hải quan thì hàng năm là Cục Hải quan Đắk Lắk cũng như là Tổng cục Hải quan cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ công chức học tập về cái lễ tiết tác phong, đặc biệt là tập huấn về pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng như thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đồng thời bên cạnh đó cũng triển khai thực hiện cái công tác chống phòng chống tham nhũng cũng như là tệ gây phiền hà sách nhiễu trong cán bộ công chức. Và trong những năm qua thì do là đặc thù của Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Răng là cái lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu không nhiều. Tuy nhiên là đơn vị cũng thường xuyên quan tâm, quán triệt cũng như là tuyên truyền, phổ biến cán bộ công chức nêu cao cái tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cái thuận lợi cái hoạt động xuất nhập khẩu cũng như xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Ở đây không những là chỉ cho ngành hải quan mà cả địa phương nữa, họ cũng mở rất là nhiều cái lớp đào tạo bồi dưỡng về cái tác phong lễ tiết và nghiệp vụ nữa, đặc biệt là về nghiệp vụ thì tôi cũng như là các công chức ở đây cũng thường xuyên được vào điều kiện để tham gia. Cục Hải quan Đắk Lắk là một trong những đơn vị có kỷ luật kỷ cương công vụ tốt trong ngành hải quan. Tuy nhiên trong toàn ngành không thể tránh khỏi những con sâu làm dầu nối canh. Ví dụ như trường hợp vi phạm xảy ra tại Cục Hải quan An Giang, nơi có những dấu hiệu bất thường về hoàn thuế giá trị gia tăng đã từng bị Tổng cục Hải quan kịp thời phát hiện. Với tinh thần cầu thị, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ năm 2018 là năm kỷ luật kỷ cương, ngành hải quan đã và đang chú trọng xây dựng một hệ thống pháp luật hải quan thật sự rõ ràng, minh bạch và thực thi công khai dân chủ, có cơ chế kiểm tra giám sát hiệu quả hơn. Đến đây chương trình Tài chính thuế xin phép được khép lại. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.